Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin con tàu đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nếu chính phủ tiếp tục thờ ơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún mỗi năm rất nhiều, trong khi mực nước biển dâng là 3 đến 5mm mỗi năm. Trong đó, một số địa phương tốc độ sụt lún trung bình đã lên tới 5,7cm mỗi năm. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra mà không có biện pháp khắc phục, thì trong tương lai, vùng đồng bằng sẽ nằm dưới mực nước biển. Đó là một trong những kết luận của các chuyên gia môi trường nêu ra tại hội thảo chia sẻ thông tin về dự án quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 vừa qua. Đây là hình ảnh suốt mấy chục năm nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thoát được cảnh ngập lụt vào mùa mưa. Đài tiếng nói EFA vào hôm 30 tháng 11 đã liên lạc với thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long, người đã tham gia dự buổi thảo nêu trên và được ông cho biết về thực trạng sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long như sau. Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện rất là nhiều vấn đề, trong đó có hai nhóm. Một nhóm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt như xâm nhập mặn, hòa nhập đô thị, ô nhiễm, nhưng có một số loại khác là đe dọa đến sự tồn tại của đồng bằng sông Cửu Long, đó là sạt lở, mất đất và sụt lún. Sụt lún thì tốc độ rất nhanh, trung bình 1cm trên mỗi năm, trong khi nước biển dâng có 3mm, sụt lún gấp 3 đến 4 lần, có nơi 10 mấy 20 lần, tức là 5,7cm là cao nhất. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, có hai nguyên nhân chính. Một là do nén tự nhiên, ông giải thích, vì đồng bằng nào cũng nén do phù sa. Còn nguyên nhân thứ hai ông đưa ra là do sử dụng nước ngầm quá mức. Trong đó, nguyên nhân thứ hai theo ông Nguyễn Hữu Thiện là rất nguy hiểm. Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Thiện cũng nhận được sự đồng thuận từ tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, khi ông này trả lời Đài Tiếng nói FA cũng về đề tài sụt lún ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Tuấn Anh cho biết thêm, đồng bằng sông Cửu Long là vùng địa chất rất non trẻ, không chắc chắn khi tầng nước ngầm hạ xuống thì sẽ gây lún sụt. Ông phân tích kỹ hơn như sau. Ngăn chặn khai thác nước ngầm hiện nay khá nan giải vì đó là nhu cầu sử dụng nước hàng ngày. Đây là hình ảnh tại đồng bằng sông Cửu Long, 40% tổng lượng nước ngầm được khai thác để sử dụng cho canh tác nông nghiệp. Hiện nay tôi cũng đang kiến nghị là tận dụng nước mưa và các nơi tận dụng ao hồ trữ nước mưa để giảm áp lực sử dụng nước ngầm. Ngoài ra phải coi lại chuyện sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô thì không nên trồng các loại sử dụng nước nhiều như cây lúa, vân vân, mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản nước lợ hay nước mặn chẳng hạn. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Hầu hết việc sản xuất gạo của quốc gia, nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây được đặt ở khu vực này. Tổ chức Future Direct của Úc vào năm 2020 cũng đã công bố phân tích cho thấy sụt lún đất tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đe dọa lương thực của Việt Nam hiện nay. Để tìm hiểu tình hình thực tế, Đài Tiếng nói FA hôm 30 tháng 11 cũng liên hệ với ông Hai Lúa ở Cần Thơ và được ông cho biết như sau. Chắc là so với trước kia thì chắc chắn lún cũng khoảng 1 tấc, tức là khoảng 10cm, chứ không ít đâu. Vì mấy năm trước khi nước nhiều thì ngập bờ bao, giờ nước không ngập thì chắc nó lún. Còn anh Nam Tân, một người trồng sầu riêng ở Tiền Giang thì cho Đài nói FA biết vào hôm 30 tháng 11 rằng nếu có lún thì không thể nhận biết bằng mắt thường, còn nước lũ chiều cường tăng có thể đo mực nước biển dâng. Sụt lún thì chắc không phải, biến đổi khí hậu thì nước nó lên vân vân, chứ lún thì không đến nỗi lún, chắc do chiều cường cao nên mỗi năm nước nó mỗi lên. Đây là hình ảnh chợ nổi Cái Răng ở miền Tây. Theo thông tin từ dự án quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn mức nước biển dâng tuyệt đối. Điều này cho thấy tốc độ mực nước biển tương đối chủ yếu là do sụt lún đất. Nếu không khắc phục, phần lớn diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ nằm dưới mực nước biển trung bình vào cuối thế kỷ thứ 21. Và chính phủ thì đã triển khai không đồng bộ. Giải pháp cấp bách hiện nay là gì và chính phủ Việt Nam nên vào cuộc ra sao để có thể đối phó với tình trạng nêu trên? Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nêu ra ý kiến như sau.
Chính phủ có ra nghị định số 167 phân làm 5 vùng hạn chế khai thác, giao cho từng tỉnh để thực hiện. Nhưng khi triển khai ở từng tỉnh thì là lắm vấn đề. Tôi thấy 167 là nỗ lực ban đầu tốt nhưng chắc cần phải sửa đổi. Vì thứ nhất là dữ liệu không có để cho các tỉnh nghiên cứu và chi tiết sụt lún liên quan đến nước ngầm tại địa phương, chỉ có cấp đồng bằng, không đủ để lên bản đồ. Chuyện thứ hai là giá nước ngầm rất rẻ so với giá nước mặt. Vì giá nước mặt quá ô nhiễm, nhiều phân bón thuốc trừ sâu nên xử lý rất tốn kém. Nên xài nước ngầm tiện lợi hơn, nhưng có hai mặt, nếu địa phương nào siết không cho sử dụng nước ngầm thì nhà đầu tư sẽ bỏ đi. Ngoài ra, theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, do nền nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long quá thâm canh nên sử dụng nước ngầm quá nhiều. Đây là hình ảnh hạn hán xâm nhập ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 là cực kỳ nghiêm trọng vì thiếu nước tưới và nước sinh hoạt. Đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi lớn kể từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường vào năm 1986. Mặc dù có nguồn nước ngọt dồi dào từ lưu vực sông Mekong, việc khai thác nước ngầm vẫn tăng theo cấp số nhân từ cuối những năm 1990 với thể tích hơn 2,5 triệu mét khối mỗi ngày. Khai thác nước ngầm gây ra nhiễm mặn cho tầng nước ngầm. Cứ lấy 1 mét khối nước ngầm lên là sẽ có 13 mét khối nước ngọt dự trữ bị mất do xâm nhập mặn tự nhiên bị hòa lẫn với nước ngầm, nước lợ. Dự báo nếu vẫn tiếp tục đến năm 2100 thì chúng ta sẽ chìm nước biển dưới nước biển do khai thác nước ngầm. Nếu chúng ta giảm được khai thác, chúng ta sẽ giảm được tốc độ sụt lún. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Một khó khăn nữa của Nghị định 167 theo ông Thiện là các tầng nước ngầm sâu liên tỉnh chứ không của riêng một tỉnh, nên phân theo từng tỉnh để hạn chế thì chưa thực sự hiệu quả. Do đó cần phải có quy hoạch tổng thể cho nước ngầm. Ông Thiện cho biết thêm những hạn chế của Nghị định 167 như sau. Chính phủ lập bản đồ nước ngầm theo chiều ngang mà có tới 7 tầng nước ngầm nhưng không phân vùng theo chiều đứng. Đây là hình ảnh chuyên gia độc lập Nguyễn Hữu Thiện cho rằng khai thác nước ngầm quá mức sẽ xóa sổ đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Như vậy sẽ có tầng nước ngầm vẫn bị lạm dụng như thường, thiếu liên kết vùng, thiếu điều phối vùng, thiếu chế tài để xử phạt nếu vi phạm Nghị định 167. Bộ thì giao xuống tỉnh công việc để làm theo 167 nhưng không cấp kinh phí, tỉnh thì thiếu năng lực, thiếu kinh phí nên rất khó khăn khi thực hiện 167. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện thì cho rằng việc sử dụng nước ngầm như vậy nếu không có cách hạn chế thì con tàu đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nhanh hơn mực nước biển đang dâng. Điều này rất nguy hiểm, đe dọa sự tồn tại của đồng bằng. Chính phủ cũng cần phải cải thiện Nghị định 167 để cải cách nông nghiệp, quay lại sử dụng nước sông ngòi như cách đây mấy chục năm. Đối với vùng ven biển thì cần có những biện pháp công nghệ hiện đại như bốc hơi nước nano, lọc nước biển và xử lý, sử dụng ao mương, phương pháp truyền thống để tích lũy nước cho mùa khô. Còn tổ chức Future Direct thì cho rằng đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với 4 thách thức có nguy cơ làm suy yếu ngành nông nghiệp. Đó là sản xuất nông nghiệp không bền vững, mực nước biển dâng cao và lụt sụt lún đất, việc xây dựng đập trên sông Mekong và tăng độ mặn của đất và nước. Cũng theo tổ chức này, trong 20 năm qua, khai thác nước ngầm tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gấp 4 lần. Tốc độ khai thác đó đã khiến mực nước ngầm giảm tới 20 mét ở một số nơi, dẫn đến việc đất bị chìm đến 18 cm. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất thường gia hạn sử dụng Pfizer và trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Biến cố 3 học sinh liên tiếp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng mấy hôm nay. Có ý kiến chúng tôi ghi nhận được từ những người xung quanh cho rằng khi có đến 4 ca sốc phản vệ cùng một địa điểm tiêm như Bắc Giang hay Thanh Hóa thì nên tiến hành điều tra độc lập về chất lượng vaccine từ khâu bảo quản đến khâu pha chế trước khi tiêm hay quy trình tiêm có đúng chuẩn hay không. Và những vụ việc này ngày càng lan rộng, nhiều người bị tương tự như thế. Vụ việc chưa kịp lăn xuống thì xảy ra vào hai lô vaccine COVID-19 Pfizer hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng, khiến dư luận quan tâm, đặc biệt là phụ huynh học sinh lứa tuổi từ 12 đến 17. Đây là hình ảnh công văn hỏa tốc của Bộ Y tế đề nghị tăng hạn sử dụng vaccine từ 3 tháng lên 9 tháng
và ghi nhận của báo Tuổi Trẻ về sự kiện này. Trước đó vào đầu tháng 8, nhiều báo trong nước đưa tin rằng Israel tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer trị giá gần 2 triệu đô la sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Vì thế, chuyện vaccine hết hạn được gia hạn bằng công văn của Bộ Quản lý Dược và các công văn chỉ đạo gia hạn sử dụng vaccine của Sở Y tế Hà Nội cho thấy sự khác thường. Mặc dù Hà Nội đã cho dừng tiêm 2 lô vaccine ngay trong đêm 30 tháng 11 và theo lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế, việc gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với vaccine Pfizer là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và không ảnh hưởng đến chất lượng. Nhưng sau hàng loạt sự cố tiêm nhầm vaccine COVID trong 18 trẻ sơ sinh, các ca sốc phản vệ dẫn đến tử vong sau khi tiêm vaccine, người dân phần nào tỏ ra thiếu tin tưởng khâu tổ chức tiêm phòng của Việt Nam. Sau khi dư luận tỏ ra bất an, chiều ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Y tế nói Việt Nam gia hạn vaccine Pfizer theo thông lệ quốc tế, không tự động thực hiện. Theo truyền thông nhà nước, ông Long nói, mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Để giải thích về việc gia hạn sử dụng hai lô vaccine số 124001 và 123002 của Pfizer đã gần 3 triệu liều, từ 6 tháng lên 9 tháng. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học tại Úc cho rằng cần phải kiểm tra khoa học liên quan đến hai trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine tại Bắc Giang và Hà Nội. Sau khi hai ca trẻ em tử vong sau khi tiêm vaccine, trên trang Sức Khỏe và Đời Sống đưa ra bài viết giật tít rằng hai trẻ tử vong sau tiêm không liên quan vaccine và thực hành tiêm chủng. Bộ Y tế viết cái tít thì khẳng định rằng hai trẻ em tử vong sau tiêm không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng và rất nhiều người kinh ngạc về cách trả lời đó. Các bạn có thấy thuyết phục không? Câu hỏi được đặt ra. Tôi thì không. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế giật tít mạnh rằng trẻ em tử vong không liên quan đến vaccine. Đầu tháng 10, công ty Pfizer gửi thông báo gia hạn thời hạn sử dụng vaccine Pfizer trong điều kiện lưu giữ âm 90 độ đến âm 60 độ, tức là dùng tủ lạnh âm sâu mà Mỹ đã tài trợ cho Việt Nam. Trong các điều kiện nhiệt độ khác như âm 40 độ hay âm 25 độ hay tủ lạnh thông thường thì không được phép kéo dài. Nếu vaccine được lôi ra từ tủ âm sâu và đưa vào tủ trữ lạnh bình thường thì hạn sử dụng chỉ là 31 ngày từ ngày đưa vào tủ trữ lạnh. Bình luận về việc gia hạn vaccine, Facebook Thảo Đỗ thì cho biết có người tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cộng 2 xong bị COVID, buổi sáng tiêm thì chiều test COVID dương tính. Lý do là vaccine để trong tủ lạnh thông thường quá 31 ngày nên đã thay đổi tính chất không còn là vaccine nữa mà trở thành virus gây bệnh rồi đem tiêm cho người dân. Thắc mắc về gần 3 triệu liều vaccine được gia hạn thêm 3 tháng, Facebook Sophia Nguyễn thì viết rằng gần 3 triệu liều vaccine này là mua được tiền ngân sách quốc gia. Mọi người cần đặt câu hỏi Bộ Y tế đã mua nó từ lúc nào mà 6 tháng nay thành ra hết đạt. Trong khi đó, vaccine cho trẻ em và mới phát động trích cho trẻ em gần đây chưa lâu. Có phải họ cố tình mua đồ cận đát để giá rẻ để chia chác lợi nhuận bẩn hay không? Rất cần một cuộc điều tra nghiêm túc và mỗi người dân có quyền được biết những tất khuất này. Đây là hình ảnh vaccine đang được Bộ Y tế triển khai tiêm hàng loạt cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân thì đưa ra bình luận như sau. Khi người ta ghi hạn sử dụng lên nhãn mác của bất cứ sản phẩm gì, nghĩa là thời hạn đó sản phẩm sẽ gây tác dụng tốt, mà ngược lại nếu hết hạn thì sẽ tác hại, tuyệt đối không được sử dụng. Chừng nào tuổi trên đầu tôi chưa từng nghe, chưa thấy bất kỳ một loại thuốc nào, bất kỳ một loại nước ăn uống đóng gói, đóng hộp nào, kể cả sản phẩm dùng cho dê, gà, chó, lợn, bán trên thị trường sắp hết hạn sử dụng mà nhà sản xuất thông báo gia hạn sử dụng thêm 1/3 thời gian bằng một tờ giấy gửi đến người tiêu dùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự gia hạn như vậy, nhưng không phải là thức ăn đồ uống mà là thuốc dành cho trẻ em. Sự gia hạn đó xuất phát từ đề nghị của nhà sản xuất, tức là không phải là chính hãng mà là công ty đại diện tại Việt Nam. Bộ Y tế thông qua Hội đồng Tư vấn cấp phép sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Cục Quản lý Dược đã vội vã tùy tiện đồng ý tăng gấp rưỡi thời gian sử dụng ghi trên nhãn của gần 3 triệu liều chứ không phải là ít.
đều dành cho trẻ em. Chẳng lẽ Bộ Y tế nước ta coi trẻ em nước nhà không bằng dê gà chó lợn hay sao? Một số bạn dẫn đường link nói FDA của Mỹ và cơ quan quản lý dược phẩm, thực phẩm châu Âu đều chấp nhận sự gia hạn này. Điều này có thể có, nhưng để khỏi tranh cãi, xin nói ngay, trên thế giới chẳng cơ quan nhà nước nào cấp phép gia hạn thời gian sử dụng dược phẩm, thực phẩm sau khi gia hạn sử dụng trên nhãn hàng cả. Hết hạn chỉ còn cách là tiêu hủy. Đây là hình ảnh trên bài báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin Israel đã phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu đô la do quá hạn. Nếu như cơ quan trên chấp nhận sự gia hạn như thế thì rất không bình thường. Chỉ có thể giải thích là họ đã bị các nhà sản xuất lũng đoạn để tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Nhà báo Hoàng Hải Vân đã đưa ra kết luận như vậy. Vào ngày 1 tháng 12, nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tổ chức tiêm chủng cho học sinh theo kế hoạch như trước. Tuy nhiên, đa số phụ huynh và học sinh đến địa điểm tiêm chủng với tâm trạng lo âu và hoang mang. Tất cả đều lo ngại chất lượng của vaccine sẽ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của trẻ em. Chị T cho hay chị mất ăn mất ngủ mấy hôm nay vì phân vân không biết có nên cho con mình tiêm vaccine COVID không vì sợ biến chứng và sốc phản vệ. Sáng nay chị đưa con đến sớm hơn giờ tập trung để cùng các phụ huynh khác đề nghị được đi cùng con em mình vào phòng tiêm, theo dõi và tận mắt nhìn đúng số lô thuốc và hạn sử dụng như nhà trường thông báo. Chị nói nếu không được vào xem đúng số lô vaccine và hạn sử dụng thì tôi sẽ đưa con em về vì không ai đảm bảo được con tôi được tiêm vaccine còn hạn hay không. Sau khi được nhà trường thông báo mỗi học sinh được một phụ huynh đi kèm vào tiêm, các phụ huynh chuyển tay nhau số hiệu của hai lô vaccine được gia hạn để tránh. Anh D đã nói rằng tôi mang theo số của hai lô vaccine này vào để đối chiếu. Nếu vaccine hôm nay tiêm trùng với số lô bị gia hạn thì tôi sẽ không cho con tiêm nữa. Đây là hình ảnh tấm pano ghi rằng trẻ em không phải là chuột bạch. Các phụ huynh và học sinh biểu tình phản đối tiêm vaccine ở một trường học tại Los Angeles, Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10. Được biết trước đó vài ngày, 27 tháng 11, vẫn tại địa điểm tiêm chủng của trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, phụ huynh học sinh không được phép vào phòng tiêm cùng con em mình mà phải đứng đợi ở bên ngoài. Phải chăng sau sự cố các em học sinh ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước tử vong, các điểm tiêm đã mở hơn với các phụ huynh học sinh? Cha mẹ chưa hiểu đúng quyền giám hộ trẻ em ở Việt Nam. Luật ở các nước từ Anh tới Mỹ đều quy định trẻ em dưới 12-13 tuổi không được ở nhà một mình, ra ngoài thì phải có người lớn đi kèm. Trẻ dưới 18 tuổi, tức là chưa đến tuổi vị thành niên, đi khám chữa bệnh hay tiêm phòng phải có người lớn đi kèm. Việt Nam cũng cùng chung quy định quốc tế, vì vậy thông báo tiêm vaccine COVID gửi tới phụ huynh đều nhắc phụ huynh hoặc người giám hộ phải đưa con em đến địa điểm tiêm chủng. Tuy nhiên, việc thực hiện cụ thể như thế nào lại do các điểm tiêm chủng tự quy định không nhất quán. Có trường hợp cho phụ huynh kèm con vào tiêm nhưng cũng có trường hợp không cho. Trong khi phụ huynh do không hiểu hết quyền lợi của mình lại phải xin phép để được hưởng quyền lợi mà đáng lý ra là chính đáng. Trong bối cảnh nhiều người dân trên thế giới phản đối tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi do lo ngại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ em, điều đáng mừng ở Việt Nam là đa số các em, các gia đình đều đồng ý cho con em mình tiêm chủng.